Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình đi xem đất ở ở xã Sông Chầu nha các bạn. Thì cái khu đất này là cái vườn trái cây. Các bạn thấy không, vườn trái cây nè. Đó, đây là vườn trái cây ở trong khu đất mình đang xem nè. Cây này là cây bơ nha các bạn. Bơ. Ở trong cái vườn này thì có rất là nhiều loại trái cây. Bơ nè, trái na nè, rồi bưởi da xanh nè, rồi mít nè các bạn. Nhưng mà do là cái vườn này người ta không có kiểu như không có chăm sóc á, nên cây nó hơi héo úa một xíu thôi. Nhưng mà cái này mà mình chăm sóc lại á, thì nó ra kiểu như các bạn mà tưới tắm chăm sóc lại dọn cỏ rồi thì trái cây nó không ra lại à. Đấy, đây cái vườn nhà cây này, cây bơ này các bạn. Cây bơ mà do nó ít được tưới á, nên kiểu như là lá nó hơi bị héo một xíu. Thì cái vườn này người ta đang rao bán á các bạn. Nguyên cái vườn trái cây này người ta đang rao bán. Thì đường hiện hoặc đường vô tới đất, tới đất ô tô nha các bạn. Đường vô tới đất ô tô nè, cái bưởi nè. Đó, bưởi da xanh nè, bưởi da xanh nè, mà kiểu như là nó thiếu nước. Cái này mà bây giờ các bạn mà chăm nước đầy đủ thì nó bung đọt ra trái trở lại à. Ok, cái này ở ở xã Sông Chầu nha các bạn. Xã Sông Chầu thì đường vô đường ô tô vào được, khu đất này đường ô tô vào được các bạn. Hơn 1.000 m² nha, hơn 1.000 m². Bạn nào quan tâm đến cái vườn trái cây này á thì gọi cho Tâm, Tâm sẽ dẫn các bạn đi xem cái vườn trái cây này. Đó, hơn 1.000 m², pháp lý ok.